cô và các con cùng nhau học bài âm thanh và âm thanh trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các âm thanh ở xung quanh chúng ta. Các em hãy nêu cho cô các âm thanh mà các em biết. Xung quanh chúng ta có rất nhiều âm thanh, ví dụ như tiếng động cơ, tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng nói cười, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, tiếng trống, tiếng mưa, tiếng sóng và tiếng gà gáy, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ chia những âm thanh này theo từng nhóm. Nhóm thứ nhất là những âm thanh do con người gây ra. Những âm thanh do con người gây ra bao gồm tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc của trẻ em, tiếng cười, tiếng động cơ. Nhóm thứ hai là những âm thanh thường nghe vào buổi sáng sớm, bao gồm tiếng gà gáy, tiếng loa phát thanh, tiếng chim hót, tiếng còi, tiếng xe cộ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều âm thanh. Có những âm thanh có trong tự nhiên, có những âm thanh do con người tạo ra, âm thanh nghe thấy vào ban ngày và âm thanh được nghe thấy vào ban đêm. Thế thì âm thanh từ đâu mà có? Có rất nhiều âm thanh xung quanh ta, hàng ngày, hàng giờ, tai ta được nghe những âm thanh đó. Chúng ta hãy tìm cách làm cho các vật phát ra âm thanh. Vật phát ra âm thanh khi con người tác động vào chúng. Theo em, tại sao vật lại có thể phát ra âm thanh được? Chúng có thể phát ra âm thanh được khi chúng có sự va chạm với nhau. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần âm thanh. Bây giờ chúng ta qua bước thứ hai, đó là tìm các âm thanh trong cuộc sống của chúng ta. Các con hãy quan sát tranh 1, 2, 3, 4 và hãy cho cô biết bằng vốn hiểu biết của mình. Hãy kể tên một số âm thanh và cho ta biết người ta dùng âm thanh đó để làm gì. Hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai. Hình ảnh thứ ba. Và hình ảnh thứ tư. Hình ảnh thứ nhất hoạt động chính là gõ cồng chiên. Âm thanh của nó là tiếng cồng chiên. Và vai trò của nó chính là thưởng thức âm nhạc. Chúng ta qua tranh số 2, hoạt động là trò chuyện, âm thanh là tiếng nói. Và vai trò chính là trao đổi tâm tư tình cảm giữa người với người. Tranh thứ 3, đó là hoạt động dạy và học giữa cô giáo và học sinh. Thì âm thanh của nó chính là tiếng nói. Và vai trò của âm thanh này chính là trao đổi học tập. Bức tranh thứ 4, đó là cảnh thầy hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới. Hoạt động của nó chính là đánh trống. Âm thanh là tiếng trống. Tiếng trống này có vai trò gì? Đó là báo hiệu cho chúng ta biết bắt đầu vào năm học mới. Thế thì âm thanh trong cuộc sống chúng ta có vai trò như thế nào? Âm thanh rất cần thiết cho chúng ta. Nhờ có âm thanh mà chúng ta có thể giao tiếp, làm tín hiệu và làm cuộc sống thêm tươi vui. Âm thanh rất cần cho con người. Nhờ có âm thanh mà chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vai trò của âm thanh trong cuộc sống. Trong cuộc sống chúng ta có những âm thanh mà chúng ta thích nghe và có những âm thanh mà chúng ta không thích nghe. Để biết được những âm thanh nào thích nghe và những âm thanh nào không thích nghe trong cuộc sống, cô có bộ câu hỏi. Các con hãy dựa vào những kiến thức mà từ nãy giờ cô đã giảng. Các con hãy làm bài tập trong bộ câu hỏi.